sẽ bước ra, mọi người đứng yên lại, đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Rồi, về đội hình chữ V, 3, 2, 1, đội hình chữ V. Rồi, lên đội hình chữ V, em đứng yên đó thôi, chứ, em đuổi xuống thôi. Rồi, chuẩn bị không đá, hàng dàn ngang ngang ra một ngang. Để chừa cái chữ không đây một xíu, đúng rồi. Rồi, em xin ra giữa. Rồi em xin đứng giữa, chào, mọi xin cảm ơn gì đó, 3, 2, 1, rớt, ngủ vô. Hồi nãy tất cả các bạn dancer đều bị sai cái nhịp chào hết, mọi người bị lên sớm tay quá, nguyên cái như môn đá luôn. Mọi người canh nhịp lại cái phần đó giùm anh với. Cái chào của người Việt Nam thứ hai á. Đúng cái chào của mình làm thứ hai, cái động tác chào rất ok luôn, tức là cái moment đó là anh đảm bảo là khách nước ngoài họ sẽ vỗ tay, cho nên là mọi người canh đúng cái nhịp đó giùm anh cái. Mọi người đang bị giống như là chưa nghe nhịp được cho nên đợi á. Đây này, welcome là lên đây, tu Việt Nam là chào, nghe không, nghe không biết nè. Toàn bộ dancer sau khi nhảy tới hợp hai xong cho lên này mặt chút xíu Phúc ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okay. Welcome to Việt Nam là chào, sau đó là vô được để chơi. Bài này xong em xin phép nhảy bài mashup trống với lại chim. Cho anh bài này một lần nữa được không, anh cần khớp cái động tác chào đó. Ok rồi cắt lại.